Rất Ly xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn ngôi nhà liền kề cần bán nằm trong khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được xây thô 4 thời 5 tầng trên tổng diện tích đất là 85,8 m², sổ đỏ chính chủ nha. Và đây là lô góc nằm giữa hai làn đường 14 m. Đó, ngay ngã tư luôn nha các bạn. Thông tứ phía luôn nha các bạn, bởi vì hiện tại là UCT bên ngoài người ta đang khởi công chưa xong, cho nên là người ta đang quây tôn. Còn nếu như hoàn thiện ok rồi á thì sẽ thông tứ phía luôn đó các bạn. Cần bán nên là giá cực hấp dẫn luôn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ ngay với Zo theo số điện thoại 0969699962 hoặc là 0968699962 nha. Đô thị Văn Khê thì an ninh thì cực tốt và rất là gần trường, gần trạm y tế và gần chợ và các siêu thị luôn, rất gần đại siêu thị Aeon Hà Đông nha. Đó, các bạn quan tâm thì nhớ liên hệ ngay với Zo để sở hữu ngôi nhà liền kề vị trí đắc địa này nha.